bài ông nó ăn luôn rồi mọi người. Quy chào mọi người nha. Hôm nay Quy tiếp tục Quy đi nhấp cá rô đồng ở Đồng Tháp nha mọi người ha. Thì cái con kênh của Quy nhấp nó nằm sau lưng Quy ở đây nè mọi người ha. Đó, nó cứ chạy dài từ đây vô trong kia, Quy cứ đi nhấp dài dài ha. Còn đằng sau lưng Quy nữa là cái trại người ta nuôi ếch đằng sau lưng kìa mọi người. Đó, mọi người thấy không? Người ta nuôi ếch đó thì cá rô nó sẽ tụ ở đây rất là nhiều nha mọi người ha. Giờ bây giờ Quy đi nhấp ha. Có cá Quy quay cho mọi người coi nha. Hôm nay đi nhấp cá rô thì Quy xài cái lưỡi này ha. Lưỡi này của anh Bình anh làm nè. Anh làm lưỡi anh bán á. Nên hôm nay Quy nhấp thì xài cái lưỡi này của anh Bình làm. Rồi. Đây nè mọi người. Nhấp đây đi. Dính cho nè mọi người. Trời ơi, này bự quá mọi người. Này rô mời luôn. Ngon lành quá. Để Quy gãi con máy lại. Đây, quay cho mọi người coi. Ôi, con cá nè mọi người. Con cá ghê không? Bàn tay có. Rồi, ok mọi người ha. Cá bự ghê. Rồi, tháo ra cái đi. Bưng một ú. Cứng lắm. Ăn luôn rồi mọi người. Đó. Dính con này. Ngon quá mọi người. Cá mày đẹp. Rồi, đang vừa đưa cho mọi người còn sửa cái chân máy lại một cái. Cá to ghê. Nhập mấy cái bỏ xuống nó quất luôn. Ây da. Đó rồi. Đây mọi người, cá đã ghê mọi người, một ố bự ghê. Rồi Quy tháo ra cái nha. Dưới cái bụi trong này. Rồi, để Quy sửa cái chân máy rồi. Này. Cá ngon ghê. Ok ha mọi người ha. Rồi, Quy tháo ra một cái. Cá để gần không hết rồi. Thank you.
sửa cái chân máy và ăn cái bữa đang ngồi trên cái mấy cái cây á, nó hơi bị ấy chút ha mọi người. Rồi dính vậy nè mọi người, con này thò lắm mọi người. Đây con này cỡ bàn tay có rồi, bây giờ cái chân máy bạn cái đây nè mọi người. Ok nè mọi người ha, nó xúc ra nè cá mọi người. Tao kìa, tao cho mày nuốt luôn, má thích rồi. Rồi ăn nha. Lên tim luôn ha. Ngóng rồi, lên tim. Dạ đây nè. Hai loại luôn anh, ở đây cá tra nhiều lắm. Đó, nó ăn phao quỳ rồi đó mọi người, nó lúng rồi, nó ngậm quá. Đó, nó ngậm nó giật rồi. Dính rồi mọi người, thấy không? Rồi. Dưới cây mè dưới mọi người, cá cũng một ú rồi, hơi bị tháo ra nha. Dính rồi. Cá ăn mọi người, đó. Dính, con này to mọi người. Đây. Ok. Ngon lành quá mọi người. Đây, đang bị đem cho mọi người coi cái nha. Cá một ổ mùi sữa chân khoái vậy. Ok. Cá ngon ghê mọi người. Ok không mọi người ha, đi tháo ra nha. Cá đẹp. Trời ơi, nó bao rồi, nó ăn luôn rồi mọi người. Trời ơi. Trời đã ghê mọi người, nó bao rồi, nó ăn luôn. Đây, đem vô. Ok. Cá ngon quá mọi người ơi. Giống trên mặt nước mà nó bao rồi, nó ăn luôn. Rồi, ok không mọi người ha. Đã quá trời đã, cá một ú luôn. Rồi, quý tháo ra nha. Nó ăn nữa mọi người. Dính. Đây, để quay đem vô cái dưới dữ lắm mọi người ơi.
chui với cái ra cái lùm này nè. Đó. Ok ha mọi người ha. Đây. Rồi, ok, ngon quá. Rồi tháo ra nha. Chính đây mình gài cái chân máy là cái hơi cái cầm bằng tay câu bằng tay cầm tay đây ngon quá mọi người. Rồi, ok ha mọi người ha, cá một bấu cũng bạn đài có rồi đẹp ghê. Rồi mình tháo ra nha. Bỏ đây nhấp thử cái đây coi mọi người. Đây nè. Trời ơi, cái cái máy. Nó ăn đây nè mọi người. Đây nè. Cũng được rồi mọi người, không có bự. À, ok, đi tháo ra nha.